Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Đối thủ của anh là một kỳ thủ Trung Quốc, Ngô Triệu Hoa. Đây là gián đấu tại vòng 1 giải cờ tướng thuộc vượt kỳ duyên bôi. Mời các bạn thưởng thức gián cờ tàn xe pháo rất đẳng cấp của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh.
xuyên. Jin. Thank you.
Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Xe 6, thối 1. Chơi đến đây, Ngô Triệu Hoa đã buông cờ nhận thua, vì nếu chạy mã sẽ mất xe. Các bạn vừa xem xong dáng cờ tàn rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.